Xin chào các bạn, chúng ta cùng đến với chương trình Q&A, một trong những chương trình được chờ đợi nhất trong tuần. Những câu hỏi được đặt ra trên tab cộng đồng của kênh YouTube Bình luận viên Anh Quân luôn khiến cho tôi phải mò mẫm, tìm kiếm và chọn lựa. Và có những câu hỏi rất hay, có những idea mà có lẽ là bản thân tôi cũng chưa nghĩ ra, và đó cũng là những gợi ý tuyệt vời để chúng ta bắt đầu chương trình ngày hôm nay. Bạn Chu Kim Linh, em chào anh Quân. Anh cho em hỏi, nếu bây giờ Ten Hag mà đi thì liệu có ai dám đứng lên dẫn dắt khối Ajax hóa Hà Lan hóa không anh? Thật sự em thấy vô cùng hoang mang về tình trạng này. Mặc dù em là người ủng hộ Ten Hag, nhưng sau trận đấu vừa rồi thật sự em vô cùng thất vọng rồi. Em cảm ơn anh, chúc anh và ekip cùng gia đình cuối tuần vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn bạn. Bản thân tôi cũng cảm thấy khó khăn cho người sẽ tiếp nối Ten Hag nếu chuyện đó xảy ra. Khi nói đến câu chuyện về việc ai sẽ dẫn dắt Manchester United nếu Erik Ten Hag bị sa thải, cái tên sáng giá nhất có thể kế nhiệm chính là Ruud van Nistelrooy, và đây thực sự là một suy đoán không có cơ sở, mà thực chất nó đã nằm trong tính toán của ban lãnh đạo Quỷ Đỏ ngay từ đầu. Van Nistelrooy đã trở lại sân Old Trafford không phải với vai trò đơn thuần là trợ lý huấn luyện viên cho Ten Hag, mà có khả năng là một người kế thừa cho vị trí huấn luyện viên trưởng nếu Ten Hag phải rời đi. Hãy nhớ rằng trước khi quay thì Van Gaal đã làm huấn luyện viên trưởng tại PSV Eindhoven, một trong những câu lạc bộ mạnh nhất của Hà Lan và giành được nhiều danh hiệu quan trọng, bao gồm cả cúp quốc gia và siêu cúp Hà Lan. Đặc biệt, điều đáng nói là Van Nistelrooy đã từ bỏ vị trí huấn luyện viên trưởng của đội đương kim vô địch Hà Lan để đến làm trợ lý. Điều này chắc chắn không phải là một quyết định ngẫu hứng. Có thể hiểu rằng từ vị thế huấn luyện viên trưởng của một đội bóng lớn, ông sẵn sàng lùi bước để đảm nhận vai trò thấp hơn, nhưng không hề tầm thường. Đây có thể là tín hiệu cho thấy Van Nistelrooy đang trong quá trình chuẩn bị để sẵn sàng kế nhiệm Ten Hag khi thời điểm thích hợp đến. Nhưng điều gì khiến Ruud van Nistelrooy là lựa chọn lý tưởng để thay thế Ten Hag? Đầu tiên phải kể đến kinh nghiệm của ông trong việc cải thiện khâu dứt điểm, điều mà Man United đã gặp nhiều khó khăn trong mùa giải trước. Khi Van Nistelrooy xuất hiện tại Old Trafford, ông đã đem đến những tín hiệu tích cực cho hàng công của Man United, đặc biệt là giúp các tiền đạo cải thiện khả năng kết thúc tình huống. Những cầu thủ như Garnacho hay Rashford đã có những bước tiến lớn dưới sự chỉ dẫn của Van Nistelrooy, và điều này cho thấy ông không chỉ là một cầu thủ xuất sắc ngày xưa, mà còn là một huấn luyện viên có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự phát triển của các cầu thủ hiện tại. Thứ hai, Van Nistelrooy mang trong mình cả sự tôn trọng và lòng trung thành với Man United. Ông hiểu rất rõ áp lực và kỳ vọng tại câu lạc bộ này, điều mà không phải huấn luyện viên nào cũng có thể đối diện và vượt qua. Là một huyền thoại của câu lạc bộ, Van Nistelrooy không chỉ có cái nhìn sâu sắc về tinh thần chiến đấu và văn hóa của đội bóng, mà còn được sự ủng hộ từ người hâm mộ và các cầu thủ. Cuối cùng, không thể không nhắc đến việc ban lãnh đạo Man United luôn có những phương án dự phòng khi một huấn luyện viên không đạt được kỳ vọng. Việc Van Nistelrooy được lựa chọn làm trợ lý có thể là một bước đi chiến lược nhằm đảm bảo rằng Man United luôn có sẵn người có đủ khả năng, kinh nghiệm và sự hiểu biết về đội bóng để tiếp quản trong trường hợp Ten Hag không thể tiếp tục. Vậy nên, nếu Ten Hag bị sa thải, việc Van Nistelrooy tiếp quản chiếc ghế huấn luyện viên trưởng là hoàn toàn có thể xảy ra. Ông không chỉ mang đến những kỹ năng quản lý đã được chứng minh, mà còn là một phần trong kế hoạch lâu dài của Manchester United. Sự hiện diện của ông tại Old Trafford không chỉ là tạm thời, mà có thể là bước đi chuẩn bị cho một tương lai mà Van Nistelrooy sẽ là người dẫn dắt Quỷ Đỏ trở lại đỉnh cao. Bạn Peter Sushi, em chào anh Quân. Em chúc anh một ngày tốt lành. Anh có thể giải thích thêm cho em và các bạn độc giả vì sao chấn thương dây chằng ACL hiện đang rất phổ biến trong giới bóng đá ngày nay không? Và thường sẽ mất bao nhiêu lâu để một cầu thủ hoàn toàn bình phục? Thường, các trường hợp như thế, liệu cầu thủ ấy có giữ được phong độ như trước không? Em cảm ơn anh Quân. Em chúc anh sẽ ra thêm nhiều sản phẩm hay. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Hãy đến với câu trả lời của tôi bây giờ nhé. Chấn thương dây chằng ACL đúng là một trong những nỗi ám ảnh lớn nhất với cầu thủ bóng đá. Lý do là vì phần dây chằng này nằm ở đầu gối, giúp giữ ổn định khi chân vận động mạnh hoặc đổi hướng đột ngột. Khi cầu thủ phải chuyển hướng, dồn lực vào một chân hoặc tiếp đất không chuẩn, nguy cơ đứt dây chằng ACL là rất cao. Đây là chấn thương kinh điển. Vì lối đá hiện đại ngày nay rất yêu cầu tốc độ và kỹ thuật nên ACL dễ bị quá tải. Về thời gian hồi phục, nếu phẫu thuật thành công và tuân thủ đúng liệu trình phục hồi, một cầu thủ có thể trở lại sân trong khoảng từ 6 đến 12 tháng. Tuy nhiên, đây chỉ là lý thuyết, thực tế không phải ai cũng hồi phục nhanh chóng và đạt phong độ ngay lập tức. Ví dụ nhiều người dù đã trải qua giai đoạn hồi phục nhưng tâm lý lại bị ảnh hưởng. Họ có thể sợ va chạm, sợ tái phát chấn thương hoặc đơn giản là không còn cảm giác thi đấu tốt như trước. Có những người được hồi phục tuyệt đối nhưng cũng có không ít cầu thủ không bao giờ lấy lại được đỉnh cao. Trong một số trường hợp, người chơi có thể không bao giờ trở lại phong độ đỉnh cao. Chấn thương kiểu này khiến khả năng chịu lực của khớp gối yếu hơn trước. Họ phải thay đổi lối chơi, giảm tần suất tranh chấp hoặc không thể thực hiện những pha xử lý mà trước đây từng rất dễ dàng. Đặc biệt với cầu thủ chạy cánh hoặc có xu hướng tấn công nhiều, việc phải chịu sức ép lớn từ đối phương khiến quá trình phục hồi càng khó khăn hơn. Chốt lại, ACL là chấn thương không dễ giải quyết.
và nó đòi hỏi cả thể chất lẫn tâm lý cầu thủ phải cực kỳ mạnh mẽ để vượt qua. Thời gian hồi phục là một chuyện, nhưng việc giữ được phong độ trước đây lại là một thử thách khác. Hầu hết người ta đều phải điều chỉnh lối chơi để thích nghi với cơ thể mới của mình sau chấn thương này. Bạn Quân Trần, em chào anh Quân. Ngoài việc khả năng ra quyết định chậm, thì có phải Diệp Di cũng chưa tận dụng lợi thế thể hình trong các tình huống cản lướt, che chắn, không chiến? Em thấy cậu ấy như một sự kết hợp giữa Ibra và Bebatov, trừ việc sút bóng của cả hai. Vâng, cảm ơn bạn. Hãy đến với câu trả lời của tôi ngay bây giờ về trường hợp của Diệp Di. Muốn bàn luận về câu chuyện của Diệp Di, hãy nhìn về quá khứ của cậu ấy. Thực ra, không phải ai to cao cũng có thể chơi theo kiểu làm tường hay cản lướt được đâu. Chúng ta có thể thấy Tammy Abraham của Chelsea trước đó không thể trụ lại Premier League vì sức khá yếu, dù rằng anh này cao trên dưới 1m9. Diệp Di thì sao? Vấn đề của Diệp Di có lẽ nằm ở câu chuyện phong cách. Ở Bayern, Diệp Di từng được quy hoạch đá cắm, nhưng xu hướng chơi thiên về kỹ thuật và đá lùi không hợp với Bayern Munich ở thời điểm đó. Bayern lại cần một mẫu chơi dùng sức nhiều hơn nhưng mà thích theo hơn, còn công việc lùi xuống hỗ trợ các đồng đội hãy để cho một người tốt hơn làm, cụ thể là sau này họ dùng Kane. Ở Bologna, đội bóng chấp cánh cho tên tuổi của Diệp Di cũng không chơi cắm hẳn. Dù là một tiền đạo cắm nhưng anh thường xuyên có những pha chơi rộng kết nối. Dĩ nhiên để phát triển cách chơi đó vẫn cần có khả năng tỉ đẻ. Thế nhưng cách lùi của Diệp Di cũng phức tạp hơn đôi chút. Anh thường xuyên có những pha giật về rồi đập 1-2 với các đồng đội sau đó hướng lên phía trước. Diệp rất khôn ngoan né những pha tỉ lưng kiểu của Kane thường làm. Anh lùi sâu để chuyền bóng rồi hướng lên trước. Như những clip mà tôi cũng có chia sẻ trên kênh, Jack là một số 10 like số 9. Dĩ nhiên là cậu sẽ ưa dùng chân hơn là dùng đầu. Trong trận gặp Liverpool, Jack thực sự cũng đã có những cơ hội trên không, nhưng những pha đánh đầu của anh không sắc. Và nếu các bạn xem lại thì Jack gì thường xuyên di chuyển né Van Dijk hơn là tham gia vào tranh chấp với người đàn anh. Thế nhưng nói như vậy không có nghĩa là Jack gì không xông pha vào trận địa. Những phút có mặt trên sân ở trận Crystal Palace, Jack gì đã liên tục có những pha di chuyển đè mặt hậu vệ để các vệ tinh băng lên tấn công. Thực sự mà nói, dư địa phát triển của Diệp Di là rất lớn. Một tiền đạo có tốc độ tương đối dẻo, thể hình tốt, biết pressing, sút thì thực ra cũng chẳng phải quá gỗ đâu. Hãy cho cậu ấy thêm chút thời gian khi mà các vệ tinh của Man United chơi tốt hơn. Đó là lúc chúng ta sẽ được thấy Diệp Di bản tốt nhất. Và cũng đừng kỳ vọng Diệp Di sẽ đóng góp đến 20-30 bàn một mùa. Sẽ hơi bất công cho cậu ta, bởi lẽ nhiệm vụ của Diệp là giúp đỡ những anh chàng ở cánh làm chuyện đó. Và nếu như anh em không biết thì hồi ở Bayern, Diệp Di từng được gọi là Van Nistelrooy mới đấy. Giờ thì anh đang có Van Gaal hàng xịn kèm cặp. Việc chúng ta cần làm là đợi thôi. Còn nếu so với Ibra hả? Bạn ơi, Ibra là dạng tiền đạo ghi được hơn 450 bàn thắng và 185 pha kiến tạo trong hơn 700 trận toàn sự nghiệp đấy. Đó là một tài năng lớn trong cả lịch sử bóng đá thế giới, chứ chẳng phải hạng làng nhàng đâu. Bạn là Đặng Ngọc Hải, em chào anh Quân, lúc em đang nghe chương trình này cũng là lúc em đang đi trên đường, đó là thói quen hàng ngày của em rồi. Em có câu hỏi có vẻ hơi ngô nghê là khi nào thì phạt góc bên trái, khi nào phạt góc bên phải và luật phạt góc ra đời như thế nào? Em cảm ơn anh và chúc anh nhiều sức khỏe. Vâng ạ, cảm ơn bạn rất là nhiều, một câu hỏi thú vị, hãy đến với câu trả lời. Trước hết hãy bắt đầu với khái niệm phạt góc trong một trận bóng đá. Khi đội phòng ngự chạm bóng lần cuối và bóng đi hết biên ngang của đội họ thì đội tấn công sẽ được hưởng một quả phạt góc. Đơn giản vậy thôi, nhưng đôi khi chính những quả phạt góc này lại tạo nên khoảnh khắc bùng nổ với những bàn thắng quyết định trận đấu. Và bạn có để ý không, khi một quả phạt góc được thực hiện, tất cả khán giả trên khán đài và cả những người xem ở nhà đều nín thở chờ đợi điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Vậy khi nào thì phạt góc bên trái và khi nào phạt góc bên phải? Câu trả lời thực ra rất đơn giản, mọi thứ phụ thuộc vào vị trí mà bóng rời khỏi sân. Nếu bạn tưởng tượng mình đang đứng trước khung thành của đội phòng ngự, nhìn về phía sân thì nếu bóng ra ở phía bên trái của bạn, quả phạt góc sẽ được thực hiện từ cột cờ góc bên trái. Tương tự, nếu bóng đi ra bên phải, đội tấn công sẽ đá phạt góc từ phía cột cờ góc bên phải. Điều này tạo ra sự cân bằng và linh hoạt trong cách đội tấn công tiếp cận khung thành của đối thủ từ nhiều góc độ khác nhau. Về câu hỏi luật phạt góc ra đời như thế nào? Đây mới chính là phần thú vị mà có lẽ ít người biết đến. Và những ngày đầu bóng đá hiện đại, luật lệ còn rất đơn giản và đôi khi hơi thiếu chặt chẽ. Khi bóng đi hết biên ngang, trận đấu chỉ đơn giản dừng lại và đội phòng ngự có thể trả bóng lại sân mà không có nhiều áp lực. Tuy nhiên, vào năm 1872, Hiệp hội bóng đá Anh FA đã nhận ra rằng cần có một quy tắc để khuyến khích các đội tấn công có thêm cơ hội sau khi họ đã tạo ra một pha tấn công nguy hiểm mà lại bị ngăn cản bởi đội phòng ngự. Và thế là luật phạt góc chính thức ra đời, mở ra một chương mới cho môn thể thao vua. Không chỉ là một quy tắc đơn thuần, phạt góc thực sự trở thành vũ khí lợi hại cho nhiều đội bóng. Những tình huống bóng bổng, những pha phối hợp trong vòng cấm hay thậm chí là các bàn thắng trực tiếp từ phạt góc đều có thể thay đổi cục diện trận đấu. Chỉ cần một cú sút phạt góc chuẩn xác và một pha bật nhảy dũng mãnh, bóng có thể được đưa thẳng vào lưới trước sự ngỡ ngàng của cả đối phương và người xem.
phạt góc không chỉ mang tính chiến thuật mà còn là khoảnh khắc hồi hộp, khiến cả sân vận động như dồn hết tâm huyết vào pha bóng ấy. Một điều tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng lại có sức mạnh làm xoay chuyển trận đấu. Vậy nên lần tới khi bạn theo dõi một trận đấu, đừng quên để ý những quả phạt góc, nơi mà sự bất ngờ luôn chờ đợi xảy ra. Bạn Thắng Vũ, xin chào vận động viên Anh Quân và ekip. Em muốn đặt câu hỏi là những cầu thủ trẻ từ Nam Mỹ được các đại gia châu Âu chiêu mộ, nhất là khoảng 18 tuổi như là Enric hay là Victor Roque. Ngoài việc kiếm tiền từ những màn trình diễn quảng cáo thì đa số họ có học tập hay không, hay là chỉ chơi bóng thôi ạ? Cũng là một câu hỏi rất hay đúng không ạ? Hãy đến với câu trả lời. Vấn đề học tập thì nó gần như là điều bắt buộc với các câu lạc bộ hàng đầu tại châu Âu, nên những cầu thủ trẻ từ Nam Mỹ sang cũng không phải là ngoại lệ. Nhiều đội bóng lớn như Barcelona, Real Madrid, Manchester United hay Bayern Munich không chỉ tập trung vào việc xây dựng thế hệ cầu thủ tài năng trên sân cỏ mà còn đảm bảo họ có nền tảng học vấn vững chắc, chuẩn bị cho cuộc sống sau sự nghiệp thi đấu. Bởi không phải ai cũng có thể trụ lại trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp khắc nghiệt tại châu Âu. Một trong những ví dụ điển hình là Học viện La Masia của Barcelona, nổi tiếng không chỉ vì đã sản sinh ra những cầu thủ xuất sắc như Lionel Messi, Andres Iniesta hay Lamine Yamal, mà còn vì chú trọng đến việc học tập của cầu thủ trẻ. La Masia có chương trình giáo dục riêng, yêu cầu tất cả cầu thủ trẻ phải hoàn thành bậc trung học và có thể theo học đại học song song với việc tập luyện. Chương trình này giúp cầu thủ phát triển không chỉ về mặt thể chất mà còn về trí tuệ, đảm bảo rằng họ có đủ kiến thức để bước vào cuộc sống ngoài sân cỏ khi sự nghiệp bóng đá kết thúc. Đó cũng là lý do xuất hiện câu chuyện Lamine Yamal phải học online khi cùng đội tuyển Tây Ban Nha tham dự Euro 2024. Đương nhiên là Real Madrid cũng có một cách tiếp cận tương tự. Tại Học viện Castilla, các thủ trẻ không chỉ được huấn luyện chuyên môn cao về bóng đá mà còn được học các kỹ năng mềm và kiến thức văn hóa hay ngoại ngữ. Ví dụ điển hình là Martin Odegaard, hiện đang thi đấu cho Arsenal. Khi ký hợp đồng với Real Madrid ở tuổi 16, Odegaard vẫn phải hoàn thành các môn học tại trường trong khi tham gia đào tạo bóng đá ở cấp độ cao. Real Madrid đảm bảo rằng sự phát triển của anh không chỉ dừng lại ở sân bóng mà còn cả trong học tập. Với những cầu thủ trên 18 tuổi như Endrick thì có thể việc học sẽ không còn chiếm nhiều thời gian mà thôi. Nhìn chung, các đội bóng lớn tại châu Âu đều chú trọng đến việc phát triển toàn diện cho các cầu thủ trẻ. Họ không chỉ coi trọng việc đào tạo chuyên môn bóng đá mà còn nhận ra tầm quan trọng của việc học tập và chuẩn bị cho cầu thủ cuộc sống sau sự nghiệp thi đấu. Điều này thể hiện sự chuyên nghiệp và nhân văn trong cách các đội bóng phát triển các tài năng trẻ của mình. Bạn Phúc Châu, em chào anh Quân, em chúc anh và ekip thật nhiều sức khỏe và đạt được nhiều thành tựu to lớn trong tương lai. Anh cho em hỏi Trent Alexander-Arnold của Liverpool có là world class chưa ạ? Và nếu chưa thì đến khi nào TAA mới đạt đến đẳng cấp như vậy? Với lại theo anh thì số 66 Quỷ Đỏ thành phố Cảng có thể thay đổi vị trí, trở thành một CAM làm bóng, kiến tạo, thậm chí ghi bàn như Florian viết không anh? Em là fan của TAA, mong anh rep. Đây là lần đầu tiên em đặt câu hỏi, mong anh trả lời em. Cảm ơn bạn rất nhiều. Hãy đến với câu trả lời của tôi về câu hỏi này nhé. Trent Alexander-Arnold có thể được xem là khẳng định mình là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá hiện đại, được đánh giá là một world class bởi cả huấn luyện viên Jurgen Klopp lẫn nhiều đồng nghiệp và huyền thoại bóng đá. Anh còn nhận được sự tán dương từ những huyền thoại như Cafu và Dani Alves, những người đã định hình lại vai trò của hậu vệ tấn công ở thế hệ trước. Thành tích của Alexander-Arnold cũng nói lên rất nhiều về tài năng của anh. Với Liverpool, anh đã giành mọi danh hiệu quan trọng, bao gồm Champions League, Premier League, FA Cup và League Cup. Ngoài ra, hậu vệ sinh năm 98 còn nhận được hàng loạt giải thưởng cá nhân, bao gồm việc góp mặt trong đội hình xuất sắc nhất Premier League 3 lần và được bầu chọn vào đội hình tiêu biểu của FIFA cũng như UEFA. Đặc biệt, anh là hậu vệ duy nhất trong lịch sử Premier League từng đoạt giải cầu thủ xuất sắc nhất tháng nhiều hơn một lần và thậm chí đã được đề cử Quả Bóng Vàng 2 lần, đứng thứ 18 năm 2019 và 22 năm 2022. Các con số thống kê của Trent Alexander-Arnold cũng rất ấn tượng. Kể từ khi ra mắt Liverpool vào tháng 11 năm 2016, anh đã có 59 pha kiến tạo tại Premier League, chỉ xếp sau những ngôi sao tấn công hàng đầu như Kevin De Bruyne, Mohamed Salah và Son Heung-min. Nếu tính trên mọi đấu trường, hậu vệ cánh phải này đã thực hiện tổng cộng 81 đường kiến tạo trong màu áo Liverpool, vượt qua nhiều huyền thoại của câu lạc bộ như Terry McDermott, Ray Kennedy hay Roberto Firmino, một thành tích đáng nể cho bất kỳ cầu thủ nào, đặc biệt là với một hậu vệ phải. Mặc dù Trent Alexander-Arnold chủ yếu thi đấu vị trí hậu vệ phải, anh cũng đã được thử nghiệm ở vai trò tiền vệ trung tâm bởi cả Jurgen Klopp và Gareth Southgate. Nhờ khả năng chuyền bóng xuất sắc và tầm nhìn thông minh, việc anh được sử dụng ở tuyến giữa là hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên, việc phát triển thành một tiền vệ tấn công thuần túy như Florian Wirtz có lẽ là một bước đi hơi phi thực tế, bởi điểm mạnh của Alexander-Arnold vẫn nằm ở việc phân phối và kiến tạo hơn là ghi bàn. Sự phát triển thành một tiền vệ trung tâm nên anh có thể tận dụng tốt hơn khả năng chuyền bóng có lẽ là bước tiến hợp lý và đáng kỳ vọng trong tương lai. Bạn Nguyễn Hoàng Minh, em chào vận động viên Anh Quân và ekip. Em có một vấn đề bên lề đã thắc mắc từ khá lâu. Theo khoa học
Việc tắm khuya rất có hại cho sức khỏe và thậm chí có thể dẫn đến nhiều nguy cơ đột quỵ và tim mạch. Nhưng các cầu thủ bóng đá thường xuyên chơi các trận đấu kết thúc vào đêm muộn theo giờ địa phương và thậm chí đi tắm vào rạng sáng. Em tự hỏi các cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp sẽ ngăn ngừa nguy cơ về sức khỏe như thế nào? Em cảm ơn anh đã giải đáp thắc mắc của em. Thứ nhất là cái khung giờ của họ, cái múi giờ của họ khác mình. Và thứ hai, tôi sẽ giải thích chi tiết hơn. Trước tiên cần phải nói rằng việc tắm khuya có thể gây ra tác động đến sức khỏe trong một số điều kiện, nhưng tăng nguy cơ mắc các vấn đề về tim mạch và huyết áp. Khi tắm vào ban đêm, cơ thể có thể phải đối mặt với sự thay đổi nhiệt độ đột ngột từ trạng thái ấm áp do vận động mạnh sang trạng thái lạnh khi tắm nước. Điều này có thể gây căng thẳng cho hệ tuần hoàn. Đặc biệt đối với những người có sẵn bệnh lý về tim mạch, việc tắm khuya có thể tăng nguy cơ đột quỵ hoặc gặp các biến chứng khác. Tuy nhiên, cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp thường có chế độ sinh hoạt và chăm sóc sức khỏe rất nghiêm ngặt. Họ được hỗ trợ bởi đội ngũ y tế và các chuyên gia dinh dưỡng và thể thao. Sau mỗi trận đấu, cầu thủ không chỉ tắm mà còn có các biện pháp phục hồi cơ thể như massage, chườm đá, ngâm nước ấm, thậm chí là liệu pháp sử dụng nước đá để làm giảm viêm và đau cơ bắp. Việc này giúp cơ thể họ điều chỉnh nhiệt độ và duy trì tuần hoàn máu ổn định. Ngoài ra, việc theo dõi sát sao tình trạng sức khỏe của cầu thủ giúp ngăn ngừa các vấn đề tiềm ẩn. Những cầu thủ gặp nguy cơ về tim mạch hoặc sức khỏe sẽ được tư vấn và điều chỉnh chế độ phục hồi phù hợp. Theo vào đó, do tính chất nghề nghiệp, cầu thủ đã quen với nhịp sống và giờ giấc thi đấu muộn. Họ cũng có lối sống lành mạnh với chế độ dinh dưỡng và luyện tập được thiết kế để tăng cường sức chịu đựng và giảm thiểu nguy cơ bệnh tật. Việc nghỉ ngơi và tắm khuya sau trận đấu nếu được thực hiện đúng cách không phải là vấn đề quá lớn đối với sức khỏe của họ. Tóm lại, mặc dù việc tắm khuya có gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe trong một số trường hợp, nhưng đối với cầu thủ chuyên nghiệp, họ có sự chăm sóc y tế và phương pháp phục hồi hiện đại để bảo vệ sức khỏe sau những trận đấu muộn. Bạn Việt An Hình: Em chào anh Quân, em thấy Thiago Silva có trình độ không thua kém gì Sergio Ramos, nhưng sao Silva luôn bị đánh giá thấp hơn Ramos nhiều, phải chăng do anh ít danh hiệu cũng như chơi ở các câu lạc bộ kém phêm hơn Real? Em cảm ơn và chúc anh cùng gia đình thật nhiều sức khỏe. Cảm nhận về trình độ một cầu thủ rất là khó nói, cần phải dựa vào những thành tích mà họ đã đạt được trong suốt quá trình làm việc của mình. Hãy đến với câu trả lời nhé. Thiago Silva và Sergio Ramos đều là những trung vệ hàng đầu thập kỷ qua. Nhưng khi so sánh trực tiếp, hậu vệ người Brazil thường bị đánh giá thấp hơn. Điều này không phải do sự khác biệt về trình độ kỹ năng cá nhân, mà chủ yếu nằm ở việc Ramos đã có cơ hội thi đấu và tỏa sáng trong những đội bóng vĩ đại, giành được những danh hiệu lớn. Nếu như Sergio Ramos giành đến 4 Champions League, 2 Euro và 1 World Cup, thì Thiago Silva lại thiếu vắng những khoảnh khắc mang tính lịch sử như vậy trong sự nghiệp của mình. Sergio Ramos với sự xuất sắc ở cả vai trò hậu vệ cánh và trung vệ đã trở thành trụ cột của Real Madrid và đội tuyển Tây Ban Nha trong giai đoạn hoàng kim của họ từ 2008 đến 2019. Anh giành vô số danh hiệu lớn nhỏ không thiếu gì từ câu lạc bộ đến đội tuyển. Ngoài ra, tứ ca còn được vinh danh tới 11 lần trong đội hình tiêu biểu của FIFA, chỉ đứng sau Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Sự nghiệp của anh đầy ấn tượng với hàng loạt danh hiệu, mặc dù có thể bị chỉ trích bởi tính kỷ luật với số lượng thẻ đỏ kỷ lục. Nhưng điều này không làm lu mờ sự vĩ đại của Sergio Ramos. Ngược lại, Thiago Silva có tài năng không kém, nhưng sự nghiệp của anh lại không may mắn khi những đội bóng anh đến đều không phải là một thế lực thực sự. Đầu tiên, hậu vệ người Brazil gia nhập AC Milan khi đội bóng này đang đi vào giai đoạn suy thoái và anh chỉ giành được một danh hiệu Serie A trước khi chuyển đến Paris Saint-Germain. Dù là một trong những cầu thủ quan trọng nhất trong quá trình xưng bá của gã nhà giàu nước Pháp, anh vẫn chưa thể cùng đội bóng chinh phục những danh hiệu cấp châu lục. Mãi cho đến khi giành chức vô địch Champions League đầu tiên trong màu áo Chelsea vào năm 2021 thì anh đã 37 tuổi. Sự nghiệp quốc tế của Thiago Silva cũng không may mắn hơn, với đội tuyển Brazil thường xuyên thi đấu dưới kỳ vọng, ngoại trừ chức vô địch Copa America 2019 và Confed Cup 2013. Điều này khiến Thiago Silva, mặc dù sở hữu mọi phẩm chất của một trung vệ hàng đầu, thường bị đánh giá thấp hơn khi so sánh với Sergio Ramos, người có nhiều danh hiệu quốc tế và câu lạc bộ hơn. Bạn Công Hiếu cho bình luận viên: mình là fan Chelsea và đặc biệt là của Makelele. Dạo gần đây hay có sự so sánh giữa Arsenal và Chelsea 2004-2005. Bình luận viên cho mình hỏi: hàng tiền vệ của Arsenal có đủ đẳng cấp để so sánh với hàng tiền vệ của Chelsea năm đó chưa? Hiện tại Arsenal mới đá có mấy vòng mà đem ra so sánh, có khập khiễng quá không? Chúc ekip và bình luận viên luôn thành công. Cảm ơn bạn rất nhiều. Hãy đến với câu trả lời ngay bây giờ nhé. Chelsea mùa 2004-2005 dưới thời huấn luyện viên Jose Mourinho được biết đến với lối chơi phòng ngự cực kỳ chặt chẽ và hiệu quả. Hàng tiền vệ với những cái tên nổi bật như Claude Makélélé, Frank Lampard và Thiago đã tạo nên bộ khung vững chắc cho lối chơi này. Makélélé là nhân tố quan trọng trong hệ thống phòng ngự, đóng vai trò chốt chặn trước hàng thủ, một bậc thầy trong việc cắt bóng và kiểm soát không gian. Sự đóng góp của anh không chỉ ở khía cạnh phòng ngự mà còn giúp Chelsea kiểm soát nhịp độ trận đấu, từ đó phát triển tấn công. Hàng tiền vệ của Arsenal hiện tại với những cầu thủ như Declan Rice, Martin Odegaard và Thomas Partey có nhiều điểm tương đồng nhưng cũng có những khác biệt đáng kể. Declan Rice đóng vai trò tương tự Makélélé với khả năng đánh chặn và phòng ngự mạnh mẽ, trong khi Odegaard là nhạc trưởng sáng tạo và điều tiết lối chơi.
Tương tự Frank Lampard nhưng thiên về kỹ thuật hơn là khả năng ghi bàn. Arsenal hiện nay có lối chơi tấn công đa dạng và áp đặt thế trận dựa vào sự linh hoạt và tốc độ của các tiền vệ, trong khi Chelsea thời 2004-2005 thiên về phòng ngự phản công và kiểm soát không gian. Mặc dù Arsenal đang cho thấy sự tiến bộ vượt bậc trong vài mùa giải gần đây, việc so sánh họ với Chelsea thời hoàng kim của Mourinho có thể chưa thực sự công bằng. Chelsea mùa 2004-2005 đã vô địch Premier League và thể hiện sự ổn định suốt cả mùa giải, trong khi Arsenal hiện tại vẫn cần thêm thời gian để chứng minh sự bền vững và giành được những danh hiệu lớn. Tóm lại, dù Arsenal hiện tại rất đáng khen ngợi với đội hình tiền vệ chất lượng, nhưng để đạt đến tầm vóc của Chelsea 2004-2005, đội bóng này cần thêm thời gian và những thành công cụ thể. Bạn Tâm Nguyễn, em chào anh Quân, nếu được xếp hạng tài năng giữa ba ngôi sao lớn chơi cùng vị trí tiền vệ kiến thiết lùi sâu như Andrea Pirlo, Sergio Busquets, Xabi Alonso, anh có thể đánh giá điểm mạnh điểm yếu của từng người và xếp hạng họ được không? Cảm ơn anh ạ. Một câu hỏi khó nhưng mà tôi sẽ trả lời bạn ngay bây giờ nhé. Andrea Pirlo nổi bật với khả năng chuyền bóng chính xác và điều tiết nhịp độ trận đấu. Anh là một bậc thầy trong việc kiến tạo từ vị trí sâu, thường thực hiện những đường chuyền dài chính xác và tạo ra cơ hội từ những tình huống tưởng chừng như bình thường. Pirlo có tầm nhìn tuyệt vời, giúp đội bóng kiểm soát trận đấu. Tuy nhiên, anh không mạnh ở khía cạnh thể lực và khả năng tranh chấp tay đôi. Điều này khiến anh gặp khó khăn trong những trận đấu đòi hỏi sức mạnh và tốc độ cao. Sergio Busquets là một trong những tiền vệ phòng ngự thông minh nhất. Điểm mạnh của Busquets là khả năng đánh chặn, cắt bóng và đọc tình huống. Anh luôn biết cách định vị bản thân để cản phá các pha tấn công ở giữa nhịp trận đấu. Dù không nhanh nhẹn hay mạnh về thể lực, sự điềm tĩnh và khả năng kiểm soát không gian giúp anh trở thành trụ cột của Barcelona trong lối chơi tiki-taka. Xabi Alonso là mẫu tiền vệ toàn diện có thể hỗ trợ cả phòng ngự lẫn tấn công. Anh có tầm nhìn chiến thuật tốt và nổi bật với những đường chuyền dài chính xác. Alonso cũng có khả năng tham gia vào các tình huống sút xa và đóng góp vào những pha bóng cố định. Tuy nhiên, Alonso không phải là cầu thủ nhanh nhẹn và dễ bị áp lực khi đối đầu với các tiền vệ tốc độ. Nếu xếp hạng, Busquets có lẽ là người toàn diện nhất về khả năng giữ nhịp và phòng ngự. Pirlo là bậc thầy kiến tạo từ tuyến dưới, còn Alonso là tiền vệ đa năng phù hợp với nhiều hệ thống chiến thuật khác nhau nhưng không có sự vượt trội rõ rệt như hai người còn lại. Bạn Minh 24, chào anh Quân, cho em hỏi Arteta không còn giống nhiều so với Pep nữa đúng không anh? Em thấy Arteta đã đi một con đường khác, thực dụng hơn nhiều. Em nghĩ giờ Arteta giống một bản Mourinho nâng cấp hơn là Pep. Arteta không có cái thứ cực đoan làm nên thương hiệu của Pep. Cũng khó nói đúng không ạ? Mỗi người sẽ có một điểm mạnh riêng và Arteta một người đi sau hoặc nói thì học hỏi những tiền bối của mình. Hãy đến với những gì mà tôi sẽ trả lời bạn. Chúng ta đều biết rằng Mikel Arteta từ khi còn là cánh tay phải của Pep Guardiola tại Man City đã là một trong những người hiểu rõ triết lý tấn công đẹp mắt của Pep hơn ai hết. Nhưng điều thú vị là Arteta hiện tại, sau khi bước ra khỏi cái bóng của Pep để dẫn dắt Arsenal, đã có một sự lột xác đáng kinh ngạc. Ông không chỉ là người tiếp thu triết lý bóng đá tấn công mà còn kết hợp với một yếu tố quan trọng khác, sự thực dụng của Mourinho. Đúng rồi, nếu bạn nhìn vào cách mà Arteta quản lý Arsenal thời gian gần đây, bạn sẽ nhận ra một điều rất rõ ràng. Ông ấy không còn quá cứng nhắc với triết lý kiểm soát bóng. Hồi còn ở Man City, Pep và Arteta đều muốn đội bóng của mình thống trị trận đấu từ phút đầu đến phút cuối. Nhưng Arteta của Arsenal thì khác. Ông biết khi nào nên nhường thế trận và khi nào cần phản công. Đây chính là sự mở rộng từ Pep sang Mourinho. Bạn thấy không, Mourinho nổi tiếng với cách chơi cực kỳ thực dụng, ưu tiên phòng ngự và chỉ ra đòn vào những thời điểm quan trọng. Và Arteta đang làm điều tương tự. Lấy ví dụ trong trận đối đầu với các đội bóng lớn Man City, Liverpool hay Tottenham, thay vì đẩy Arsenal vào thế kiểm soát bóng như trước, Arteta cho phép đội của mình chơi lùi sâu, chấp nhận để đối thủ giữ bóng nhưng chỉ chờ cơ hội để tung ra những pha phản công chớp nhoáng. Đây là chiến thuật mà Mourinho đã áp dụng thành công tại rất nhiều đội bóng và bây giờ Arteta cũng làm điều đó một cách cực kỳ hiệu quả. Arteta của hiện tại không chỉ muốn đội bóng mình đá đẹp nữa, ông còn muốn giành chiến thắng bằng mọi giá. Tinh thần thực dụng chiến thuật này được thể hiện rõ ràng qua cách Arsenal giữ vững trận đấu, không ngại câu giờ khi cần thiết và thậm chí sẵn sàng chơi rắn trong những trận cầu lớn. Nói thẳng ra, Arteta học cách không cần phải thắng đẹp mà chỉ cần thắng, và điều đó chính là phần Mourinho mà ông đã thêm vào triết lý của mình. Arteta giờ đây không chỉ là học trò của Pep Guardiola mà còn là người có sự hòa trộn hoàn hảo giữa hai triết lý, cái đẹp của Pep và sự thực dụng của Mourinho. Bạn Chi Bảo, xin chào bình luận viên anh Quân, anh cho em hỏi huấn luyện viên De Zerbi từng được kỳ vọng rất nhiều sẽ dẫn dắt những câu lạc bộ lớn vì tài năng của mình, nhưng cuối cùng ông chỉ dẫn dắt câu lạc bộ Marseille của Pháp. Theo anh nghĩ đây là một bước tiến hay bước lùi của ông ấy? Cảm ơn anh đã đọc câu hỏi của em. Chúc anh và ekip nhiều sức khỏe. Cảm ơn bạn rất nhiều. Hãy đến với câu trả lời ngay bây giờ nhé.
Trước hết, Roberto De Zerbi là một huấn luyện viên tài năng và đã gây được nhiều ấn tượng mạnh tại Brighton khi giúp đội bóng này thi đấu rất tốt tại Premier League, thậm chí giành vé dự các giải đấu châu Âu. Ông nổi tiếng với lối chơi tấn công phóng khoáng, sự linh hoạt trong chiến thuật và khả năng phát triển cầu thủ trẻ. Chính vì những yếu tố này mà De Zerbi đã được nhiều câu lạc bộ lớn trên khắp châu Âu quan tâm và được kỳ vọng sẽ dẫn dắt những đội bóng hàng đầu như là Juventus, Milan hay thậm chí là những đội bóng tại Tây Ban Nha. Tuy nhiên, việc ông chọn Marseille có thể là một quyết định chiến lược. Marseille là một câu lạc bộ giàu truyền thống tại Ligue 1 và có một lượng fan hâm mộ rất lớn. Họ cũng thường xuyên tham dự Champions League và điều này mang lại cơ hội để De Zerbi tiếp tục phát triển sự nghiệp cấp độ cao hơn so với Brighton. Marseille có thể không phải là một trong những đội bóng hàng đầu châu Âu như Paris Saint-Germain hay Bayern Munich, nhưng đây chắc chắn là một đội bóng có danh tiếng và thường xuyên thi đấu tại các đấu trường châu Âu. Điều này mang lại nhiều cơ hội để De Zerbi khẳng định năng lực của mình trong một môi trường mới cũng như trải nghiệm thách thức mới ở Ligue 1. Nếu xét về tiềm năng, đây có thể là một bước tiến trong sự nghiệp của De Zerbi. Với một đội bóng như Marseille, nếu ông có thể xây dựng thành công lối chơi và đạt được những thành tựu lớn, đó sẽ là một bàn đạp để ông vươn tới các câu lạc bộ lớn hơn hoặc đạt những cột mốc cao hơn trong sự nghiệp huấn luyện. Marseille cung cấp cho De Zerbi cơ hội phát triển thêm kỹ năng huấn luyện của mình ở một môi trường khác ngoài Premier League. Tóm lại, chuyển đến Marseille không thể được xem là một bước lùi, mà ngược lại, đây có thể là một bước tiến chiến lược trong sự nghiệp của huấn luyện viên De Zerbi khi ông có thể chứng minh tài năng của mình ở một cấp độ mới và có thêm cơ hội tham gia vào các giải đấu châu Âu. Bạn Lê Cường, nếu năm nay Vinicius giành quả bóng vàng thì đây có phải là cầu thủ có quả bóng vàng trình độ chơi bóng kém nhất từ trước tới nay hay không? Vâng ạ, một cái câu hỏi cho thấy cái quan điểm rất rõ ràng của bạn rồi đúng không ạ? Hãy đến với câu trả lời. Khả năng Vinicius Junior giành quả bóng vàng năm 2024 và ngụ ý rằng nếu anh ta giành giải, liệu điều đó có phản ánh sự suy giảm tiêu chuẩn của những người đoạt giải quả bóng vàng qua thời gian hay không? Nó bày tỏ sự hoài nghi cho rằng nếu Vinicius thắng giải, có thể anh sẽ được xem là một trong những cầu thủ kém kỹ năng nhất từng đoạt giải thưởng này. Hãy cùng phân tích ý tưởng này một cách cân bằng và sâu sắc. Trước hết, Vinicius Junior đã là một nhân tố chủ chốt cho Real Madrid, đặc biệt trong các mùa giải gần đây. Sự tiến bộ của anh dưới sự huấn luyện của các huấn luyện viên như Carlo Ancelotti thật sự ấn tượng. Từ một cầu thủ từng bị chỉ trích vì dứt điểm không ổn định và thiếu bình tĩnh, Vinicius đã trở thành một trong những tiền đạo cánh xuất sắc nhất thế giới. Tốc độ, khả năng đi bóng và sự cải thiện trong các quyết định ở khu vực cuối sân của anh đã khiến anh trở nên không thể thiếu đối với Real Madrid, đặc biệt là sau khi Cristiano Ronaldo ra đi. Nếu Vinicius giành quả bóng vàng, điều đó sẽ không phải là không có lý do. Anh đã đóng góp quan trọng vào thành công của Real Madrid, bao gồm các danh hiệu La Liga và hành trình tại Champions League. Sự đóng góp của anh cho đội tuyển quốc gia Brazil càng củng cố thêm năng lực của anh như một cầu thủ đẳng cấp thế giới, dựa trên các tiêu chí của quả bóng vàng, bao gồm màn trình diễn cá nhân, thành công của đội bóng và tầm ảnh hưởng chung. Vinicius đều đáp ứng được nhiều yếu tố. Tuy nhiên, bình luận này phản ánh một quan điểm có thể xuất hiện do những tiêu chuẩn cao mà những người đoạt giải trước đó như Lionel Messi và Cristiano Ronaldo đã đặt ra khi họ thống trị giải thưởng này suốt hơn một thập kỷ. Sự thống trị của họ đã nâng tiêu chuẩn lên một mức độ đến nỗi bất kỳ người chiến thắng mới nào cũng có thể bị so sánh, thiếu công bằng. Cần lưu ý rằng những cầu thủ như Luka Modric, người đã phá vỡ sự thống trị của Messi Ronaldo vào năm 2018 cũng đã gặp phải những phản ứng trái chiều, mặc dù Modric được công nhận là cầu thủ đẳng cấp thế giới với những màn trình diễn xuất sắc. Tóm lại, dù sự hoài nghi như trong bình luận là có thể hiểu được khi so sánh với di sản của những người đoạt quả bóng vàng trước đây, việc bác bỏ khả năng Vinicius giành giải là một sự suy giảm tiêu chuẩn thì thật không công bằng. Bóng đá luôn thay đổi và những ngôi sao mới sẽ xuất hiện. Vinicius có thể chưa có sự nghiệp lâu dài như Messi hay Ronaldo, nhưng trong bối cảnh bóng đá hiện đại, tầm ảnh hưởng của anh là không thể phủ nhận và việc anh được đề cử quả bóng vàng là hoàn toàn xứng đáng dựa trên những màn trình diễn gần đây. Bạn Vĩnh Khang Lê, em chào anh Quân, với tình hình tuyển quốc gia đang đi xuống càng trầm trọng như thế thì em thật sự rất muốn VFF có thể mở rộng về lĩnh vực nhập tịch vì có nhiều tài năng ngoại đang thi đấu rất hay, có khát khao cống hiến cho đội tuyển Việt Nam thì cuối năm AFF Cup huấn luyện viên có thể được phép nhập tịch sớm để kịp làm quen với đội hình không ạ? Cảm ơn anh đã cho lên sóng, chúc anh Quân thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn bạn rất nhiều. Bây giờ là câu trả lời. Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đang gặp khó khăn với sự đi xuống của đội tuyển quốc gia sau những thành công vang dội dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, việc xem xét mở cửa cho các cầu thủ nước ngoài nhập tịch để cống hiến cho đội tuyển là một đề tài được thảo luận cẩn thận. Câu chuyện của tiền đạo Rafaelson, hay còn được biết đến với tên Việt Nam là Nguyễn Xuân Son, đang thu hút sự chú ý bởi anh có thể sẽ trở thành cầu thủ Việt Nam gốc nước ngoài đầu tiên thi đấu cho đội tuyển sau hơn chục năm. Đúng là sự xuất hiện của cầu thủ nhập tịch có thể mang lại nhiều lợi ích. Trước hết, những cầu thủ này có thể bổ sung cho đội tuyển những yếu tố quan trọng mà hiện tại bóng đá Việt Nam đang thiếu, bao gồm thể hình, thể lực và kinh nghiệm thi đấu cấp độ cao. Thế hệ vàng bóng đá Việt Nam gồm những cái tên như Quang Hải, Công Phượng hay Văn Toàn đang dần bước qua thời kỳ đỉnh cao và đội tuyển cần những gương mặt mới có khả năng duy trì thành tích trong khu vực Đông Nam Á và hướng tới mục tiêu xa hơn là tấm vé dự World Cup.
Tuy nhiên, việc nhập tịch cầu thủ không đơn giản chỉ là vấn đề kỹ thuật. Các quy định về nhập tịch yêu cầu cầu thủ phải sống và làm việc tại Việt Nam ít nhất 5 năm liên tục. Và bên cạnh đó, VFF cần đảm bảo những cầu thủ này hiểu biết và hòa nhập tốt với văn hóa tại Việt Nam. Trường hợp của Rafael Sơn, một cầu thủ đã thi đấu nhiều năm tại V-League và có phong độ ấn tượng, là một ví dụ điển hình. Bên cạnh đó, tiền đạo của Thép Xanh Nam Định đang ở độ tuổi lý tưởng, 27 tuổi. Tuy nhiên, không nhiều ngoại binh đang thi đấu ở V-League đều có thể đáp ứng được yêu cầu này. Những ngoại binh đủ điều kiện 5 năm như Rimario, Gian Clesio hay Jose Vampande đều đã ít nhất 30 tuổi. Điều này làm cho việc nhập tịch không phải là giải pháp dài hạn. Cuối cùng, việc nhập tịch cầu thủ có thể mang lại những lợi ích trước mắt. VFF cần xem xét kỹ lưỡng để không làm mất động lực phát triển của cầu thủ nội địa. Vậy nên thời điểm này, Rafael Sơn hay còn gọi là Nguyễn Xuân Son có thể được xem là người mở đường. Nếu thành công, tương lai của những ngoại binh khác có thể được xem xét với một góc nhìn tích cực hơn. Cảm ơn các bạn đã đặt câu hỏi ở Q&A, rất thú vị, rất hay và những idea rất tuyệt vời để tôi có thể tạo ra chương trình này. Hãy tiếp tục ủng hộ chương trình, hãy bấm like chương trình này để nó có thể lên xu hướng nhé. Còn bây giờ là lời tạm biệt.